Suy niệm lời Chúa Chủ nhật 14 thường niên 5B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 6 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sa-bát, Người vào giảng trong hội đường và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người. Nên nói rằng, bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thế ấy? Ông này chẳng phải là bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đi sao? Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ, không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình, họ hàng mình. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Suy niệm. Các bài đọc hôm nay giới thiệu cho chúng ta ba vị tiên tri cùng chung một số phận. Đó là Ezekiel, Thánh Phaolô và Chúa Giêsu. Ba vị đều bị xua đuổi, khước từ tại chính quê hương của mình. Lý do đơn giản chỉ vì sứ điệp mà các vị rao giảng. Cả ba đều gặp sự chống đối quyết liệt của các thính giả ương ngạnh, kiêu căng trong chính dân tộc mình. Thời ngôn sứ Ezekiel, thì dân Israel tỏ ra là một dân phản nghịch, chống lại Thiên Chúa. Mặc dù Thiên Chúa một mực yêu thương tha thứ cho họ, thời Chúa Giêsu thì dân làng Nazareth, đồng hương của Chúa Giêsu không tin Người, mặc dù họ thấy Người khôn ngoan lạ thường ở các làng chung quanh. Phải chăng vì lòng người cao ngạo hẹp hòi, mù quáng và thành kiến? Họ muốn Thiên Chúa phải lệ thuộc vào họ, phải làm những điều họ muốn và theo cách họ nghĩ. Chúa Giêsu lấy làm lạ vì thái độ không tin của những người đồng hương. Làm thế nào để Chúa Giêsu ngạc nhiên vì đức tin mạnh mẽ của tôi, thay vì lấy làm lạ vì thái độ vô tín của tôi? Làm thế nào để quyền năng hay sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh được thể hiện trọn vẹn nơi tôi? Làm thế nào Chúa Kitô có thể làm phép lạ nơi cuộc đời tôi để mưu ích cho nhiều người, cho giáo hội và xã hội hôm nay? Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho chúng con biết đặt hết niềm tin vào Chúa qua sự trung thành giữ các giới răn, để chúng con trở thành những người con hiếu thảo của Chúa Cha. Xin cho tình thân nghĩa Chúa dành cho không thành lời khiển trách như những người làng Nazareth, nhưng là niềm vinh dự và hạnh phúc cho chúng con. Amen.